Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Sau đây là bộ truyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn. Tập 42. Chương 411. Vũ Sư Phong Bá 1. Ma đạo từ Sơn Hải Quan điều quân lên Bắc, mở ra cuộc chiến với Âm Sơn. Một ngày này chúng tôi đã đến được chân núi Âm Sơn. Mạch núi Âm Sơn ở phía Bắc Bộ Trung Quốc là mạch núi chạy theo hướng Đông Tây và là ranh giới địa lý quan trọng, bắt ngang giữa khu tự trị Nội Mông Cổ và phần phía Bắc của Hà Bắc. Chạy hướng Đông, Tây, bao gồm Lang Sơn, Ô Lạp Sơn, Sát Nhĩ Đằng Sơn, Đại Thanh Sơn, vân vân, tạo thành cao nguyên Nội Mông Cổ. Long mạch của Âm Sơn không đủ hùng vĩ, nhưng lại ẩn chứa uy nghiêm, là hình thế tiềm long trong cửu đại long mạch. Sách Lụa Chu Dịch có lưu lại, thứ 9, tiềm long vô dụng. Tượng viết, tiềm long vô dụng, dương tại hạ giã. Dương tại hạ, âm khí sinh, chủ quản suy bại, sinh cơ điêu linh. Lúc đó, Âm Sơn lão tổ lựa chọn Âm Sơn làm tổ đình, chính là nhìn chúng âm khí nơi này cực thịnh, rất phù hợp với thuật pháp thần thông của Âm Sơn pháp mạch. Nguyên do mà cô hồn giã quỷ trong thế gian này đổ xô đến Âm Sơn, không tiếc bị đệ tử Âm Sơn luyện thành quỷ binh cũng là vì thèm muốn âm khí của Âm Sơn. Nghe nói, dưới lòng đất của Âm Sơn có thể trực tiếp thông đến vực thẳm âm cực cửu u, ngay cả âm ti cũng không thể ngăn cản địa âm chi khí thông đến Âm Sơn. Âm ti năm đó tấn công Âm Sơn, một là vì Âm Sơn đã quấy nhiễu đến vong hồn, hai là cũng muốn bịt lại cửa thông của Âm Sơn ngăn cản khí âm dò dỉ ra bên ngoài. Trưa ngày hôm nay, ma đạo đã đến được chân núi Âm Sơn, đối mặt với Lang Sơn. Giờ đây đại bản doanh của Lang Xuyên Quân, người chấp chính của Âm Sơn, tọa lạc ngay ở Lang Sơn. Ma đạo dựng trại ở một sa mạc cách Lang Sơn 10 cây số, nhìn về hướng Lang Sơn chỉ thấy hung sát chi khí ngút tận trời cao, khí thế hùng tráng uy mãnh. Sau trận chiến ở Thổ Mặc Xuyên và hẻm núi lớn Hắc Phong, hồ tộc Thanh Khâu giờ đây chỉ còn lại 4.000 binh lính, âm nhân hơn 1 vạn. 10 vạn vong hồn cũng chỉ còn lại 5 vạn mà thôi. Quyết chiến vẫn chưa thực sự bắt đầu nhưng ma đạo đã thiệt hại hơn một nửa, còn chưa tính đến số thương vong. Mà Âm Sơn pháp mạch thậm chí còn chưa thương gân động cốt, cho nên trận chiến tiếp theo đây sẽ càng tàn khốc hơn nữa. Đối với người trong thiên hạ mà nói, ma đạo nền tảng mỏng manh có thể đánh thắng giá tiên đã là một sự may mắn rồi. Muốn đánh thắng Âm Sơn pháp mạch mạnh hơn giã tiên gấp 10 lần thì không khác gì nằm mơ giữa ban ngày cả. Nhưng tôi biết, Âm Sơn pháp mạch từ trận ở hẻm núi lớn Hắc Phong, cán cân thắng lợi thiên bình đã bắt đầu nghiêng về phía ma đạo rồi. Trong trận chiến ở hẻm núi lớn Hắc Phong, sát thần Lâm Thanh Thủy đã chạm sát 8.000 quỷ binh, trực tiếp tăng lực chiến lên cảnh giới nửa bước thiên tôn, đạt đến đỉnh cao trong trận chiến. Ngân Hồ Bạch Vô Nhai với chiến tích 6.000 quỷ binh đáng tự hào, dựa vào sát mà chứng đạo, thăng tiến lên nửa bước thiên tôn. Ngân Hồ có bản năng giết chóc, đạo của cô ấy chính là giết chóc. Lúc còn sống bọn họ đều là cường giả đỉnh cao của nửa bước thiên tôn. Giờ đây thực lực mặc dù còn chưa hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, nhưng cũng không kém trước là bao. Ngoại trừ hai vị sát tinh của ma đạo ra, thì kiếm anh hồn của kiếm sư Chu Thế Hào cũng mang đến sự bất ngờ cho chúng tôi. Anh ấy dẫn dắt Sơn Tự Doanh, kiếm ý huyết chiến mà kiếm anh hồn tỏa ra tám hướng, có thể cản được thiên giáng sát cơ của một tòa quỷ thành. Hách Liên Phong Hậu đảm nhận trách nhiệm chỉ huy điều động, trận này chiến tích không mấy nổi bật, nhưng nếu không có anh ấy, thì uy áp tử thần của Thủy Họa cũng không phát huy hết tác dụng được. Trong trận chiến này không chỉ mỗi chiến tướng của ma đạo tôi tiến bộ rất nhiều. 5 vạn vong hồn còn lại cũng có được rất nhiều cơ duyên từ quân uy của tử thần, rồi từ trong sự sát phạt vô tận mà nhân đôi chiến lực. Tuy là số lượng đã giảm đi một nửa, nhưng lực chiến không những không giảm mà còn tăng lên. Ma đạo lập trận đã lâu, nhưng dưới chân núi Lang Sơn vẫn tĩnh lặng như tờ. Âm Sơn pháp mạch tu hành theo âm thuật. Còn chủ lực của ma đạo tôi là đại quân vong hồn Phong Linh Hỏa Sơn, vì thế mà cả hai không hẹn cùng đưa trận quyết chiến rời đến buổi đêm mới tiến hành. Thời gian đêm tối là lúc dương khí suy giảm, âm khí tăng lên, cho phép đôi bên có thể phát huy sức chiến đấu mạnh mẽ nhất. Chiến tuyến đã đi đến giai đoạn này,
trận tiêu hao cũng đã đánh rồi, đánh nữa sẽ là trận quyết chiến. Khương tướng, trận này Lang Xuyên quân sẽ đánh như thế nào? Tôi hỏi. Quỷ và yêu cũng đã đánh tan, huyết thú và quỷ quân cũng đã bị Lâm tướng quân quét sạch hết cả. Tôi nghĩ Lang Xuyên quân sẽ đưa đệ tử tinh anh của quỷ môn tông ra, và cả đại quân hành thi của quỷ tu môn nữa. Khương Tuyết Dương nói. Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 412, Vũ Sư Phong Bá 2. Quỷ tu môn rất giỏi câu hồn. Sau khi đã câu được hồn của người sống, sẽ lấy thi thể thi triển tà thuật biến thành hành thi. Hành thi có sức mạnh vô hạn, khả năng phòng thủ cũng không kém. Tuy là lực chiến đấu không bằng huyết thú, nhưng cũng giống như huyết thú không chết không thôi vậy. Hơn nữa, hành thi có thể chịu sự điều khiển bằng tà thuật của âm sơn và lập thành chiến trận do thi vương thi tướng thống lĩnh. Chỉ bàn về sức tàn phá thì 10 vạn hành thi còn không bằng 3 vạn huyết thú nữa, nhưng phải đối quyết với đại quân, như vậy so với huyết thú sẽ khó đối phó hơn. Đích hệ của âm sơn không có động tĩnh sao? Tôi lại hỏi. Đích hệ của âm sơn không phải thứ Lang Xuyên quân có thể tùy tiện điều động được. Chỉ cần ma đạo không tấn công lên đến tổ đình âm sơn thì bọn chúng sẽ không dễ dàng xuất hiện đâu. Hơn nữa đằng sau trận chiến giữa ma đạo và âm sơn có một âm ti như hổ đói rình mồi, âm sơn pháp mạch sẽ không dồn toàn bộ chiến lực cho một mình ma đạo. Nói như vậy thì trận này có vẻ dễ đánh. Chiến lực của đệ tử quỷ vương tông còn không bằng huyết thú, còn về đại quân hành thi, ý thức thấp kém, cũng không khó đối phó. Bạch Hà Sầu nói, không nhất định, phải xem Lang Xuyên quân phái ai dẫn quân nữa. Nếu là huyết y quỷ vương cùng câu hồn chân quân dẫn binh, thì chúng ta thắng không cần bàn cãi, nhưng nếu người dẫn binh là Hoàng Kiêu thì lại là chuyện khác rồi. Khương Tuyết Dương nói, nhân ma Hoàng Kiêu thực sự vẫn còn sống sao? Bạch Hà Sầu cau mày hỏi, cụ thể chi tiết thế nào thì không biết, chuyện này Tạ Lưu Vân là rõ nhất. Truyền thuyết kể rằng Hoàng Kiêu đã lãnh đạo Hoàng Cân quân nổi dậy vào cuối triều đại nhà Đường, giết người không ghê tay, cuối cùng thì bị con cháu của Lý Thuần Phong bố cục vây giết. Lý Thuần Phong chính là kiếp trước của Tạ Lưu Vân, Hoàng Kiêu rốt cuộc đã chết hay chưa, Tạ Lưu Vân trong lòng tự có đáp án. Chỉ đáng tiếc ông ta và Mộ Dung Nguyên Duệ đang ở Đông Hải tranh hùng, căn bản không có ở đây. Cả một buổi chiều Lang Sơn vẫn không thấy động tĩnh, ma đạo cũng không dám lơ là một phút. Dưới sự chỉ huy điều động của Khương Tuyết Dương, các pháp trận lớn dần dà được hình thành. Lúc này đã là cuối thu, gió tây lành lạnh, thổi cờ trận bay phấp phới. Khương Tuyết Dương lên đang làm phép, phổ cáo cửu thiên. Mặc dù phong thập bát đã tiến vào chư thần hoàng hôn bắt đầu thí luyện sinh tử, nhưng trên cửu thiên không phải chỉ có mình cô ấy là phong thần. Khương Tuyết Dương là đệ tử chân truyền của phong thập bát ở nhân gian, mà phong thập bát lại là sự tồn tại chói chang nhất trong tộc phong thần. Chỉ dựa vào thân phận này thì cô ấy cũng có đủ tư cách để xin nhận chúc phúc của phong thần. Trên cửu thiên, thần điện phong thần, tuy là quyền năng của phong thần vô hạn, có thể thổi đến đất đá bay mù trời, trời đất u ám. Nhưng bên trong thần điện phong thần này lại là sự yên tĩnh vô cùng, ngay đến sự lưu thông của không khí cũng không có. Hơn chục vị thần linh hệ gió vì yêu cầu giúp đỡ của Khương Tuyết Dương mà bắt đầu thảo luận. Đúng lúc này có một vị vũ thần từ ngoài thần điện đi vào. Vũ thần này tên là Huyền Minh, thân mặc một bộ nghê thường xanh lục, mặt mày mịn màng, ngũ quan thanh tú hoàn hảo, đôi mắt trong suốt, thủy khí miên man, cả người tựa như xuất thủy phù dung, duyên dáng vô cùng. Cô ấy để lộ đôi chân trắng nõn, như thể là đang đi trên mặt nước vậy, bộ bộ sinh liên, mỗi một bước chân đặt xuống đất, đều sẽ xuất hiện từng vòng tròn hoa văn sóng nước sáng lên. Thời gian đầu, Khương Tuyết Dương không chỉ nhận được sự dạy dỗ từ phong thập bát, còn nhận được sự khai sáng từ vũ thần Huyền Minh, nếu không thì cô ấy cũng không lĩnh ngộ được kiếm phong vũ. Giống như các vị thần hệ gió, các thần linh hệ mưa cũng không tham gia vào cuộc chiến phong thần năm đó. Khi nổ ra cuộc chiến phong thần, các thần linh tinh tú tham gia nhiều nhất, các thần linh hệ khác bởi vì địa vị chênh lệch lớn với thần linh tinh tú, và lại chiến lực cũng không mạnh bằng,
nên mới không bị cưỡng ép lôi vào cuộc chiến. Nhưng thần linh hai hệ gió và mưa không tham gia vào cuộc chiến không phải vì bọn họ không mạnh, mà là do chủ thần của hệ sấm là đầu mẫu nguyên quân đã lựa chọn gia nhập vào trận doanh của nhân đạo. Thần linh hai hệ gió, mưa không muốn đắc tội với thiên đạo phụng thiên thừa vận, càng không muốn đắc tội với thần linh hệ sấm có giao tình sâu nặng với họ, nên đã quyết đoán giữ thái độ trung lập. Chủ thần hệ sấm đầu mẫu nguyên quân là thiên tôn hàng đầu có tiếng trong tam giới, sánh vai cùng với chiến thần cửu thiên huyền nữ, sấm và sét không chia ra, hai thần tộc lớn đều do bà ấy trưởng quản. Ngay cả khi bà ấy trong trận chiến phong thần lựa chọn phe nhân đạo, sau khi tiên đạo quản lý thiên đình, cũng không hề làm gì bà ấy, thần linh hai hệ gió, mưa cũng không dám công khai đối đầu với bà ấy. Nhìn thấy vũ thần huyền minh tiến vào, các vị thần gió có mặt tạm thời ngừng thảo luận, đồng loạt nhìn về cô ấy, bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô. Vũ thần huyền minh trực tiếp đi thẳng đến trước chỗ ngồi của chủ thần hệ gió, phong bá, cúi người hành lễ xong nói, vũ thần huyền minh, gặp qua phong bá. Phong bá, tên gọi là Phi Liêm, là một vị phong thần cổ đại. Rất lâu trước khi thiên đạo trưởng quản thế giới này thì đã có thần vị trên thân, lúc ấy đã từng tham chiến vào đại chiến hồng hoang nhân tộc. Sơn Hải Kinh, Đại Hoàng Bắc Kinh có ghi, Sivu thảo phạt hoàng đế, cho mời phong bá, vũ sư để làm mưa to gió lớn. Có lễ rồi, không biết vì chuyện gì mà đến đây. Phong bá Phi Liêm không hề đứng dậy, sau khi trả lời cho có thì hỏi lại một câu. Ái đồ Khương Tuyết Dương của phong thập bát đăng đàng phổ cáo cửu thiên, ta đã đồng ý ra tay tương trợ cho cô ấy. Không biết trong các vị phong thần có ai nguyện ý cùng ta giúp cô ấy giành thắng lợi trong trận chiến với Âm Sơn không? 3.000 năm trước cả tộc phong thần không lựa chọn phe phái, giờ đây cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện của ma đạo. Phi Liêm thở ở nói. Mạo muội hỏi một câu, đây là thái độ của một mình phong bá ngài hay là thái độ của tất cả thần linh hệ gió đây? Lời của ta có thể đại diện cho tất cả thần linh hệ gió. Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 413, gió lành đã đến một. Ngay khi câu nói của Phi Liêm vừa thốt ra xong, bên ngoài thần điện truyền đến một thần niệm mạnh mẽ, tiếp đó bên trong thần điện liền nổi một cơn gió lốc. Và rồi, giọng của phong thập bát vang lên trong không trung. Tại sao ta lại không hề hay biết lời của ngươi có thể đại diện cho toàn bộ thần linh hệ gió vậy? Âm thanh vừa phát ra, phong thập bát đã lập tức hiện thân trong thần điện, trở về từ trong chư thần hoàng hôn. Giờ đây phong thập bát năng lực vô hạn, thần niệm sâu không thể dò. Người đã bước ra được ư? Phi Liêm ngồi trên ngai vàng đã không còn giữ được bình tĩnh, đứng dậy ngạc nhiên hỏi. Không thể dung hòa bốn loại năng lượng pháp tắc của gió làm một, ta cũng không có bản lĩnh để bước khỏi chư thần hoàng hôn. Phong thập bát lạnh lùng đáp. Nói xong, phong thập bát không thèm nhìn về Phi Liêm lần nào nữa. Quay người nói với vũ thần Huyền Minh, Huyền Minh, cảm ơn người đã giúp đồ đệ ta cầu cứu, bây giờ ta đã trở lại. Trận chiến giữa ma đạo và âm sơn không cần ngươi phải mạo hiểm vi phạm thiên đạo mà nhúng tay vào nữa. Được, giờ ta sẽ trở về điện vũ thần, ta tiễn ngươi một đoạn. Thấy phong thập bát và Huyền Minh sắp bước ra khỏi điện, Phi Liêm ở phía sau nói lớn, phong thập bát, nếu ngươi can thiệp vào chuyện của ma đạo, điện phong thần này cũng sẽ vì ngươi mà gặp nạn. Ồ, ngươi nói cũng phải. Vậy thì để ta hỏi ngươi một câu, quy khư xuất thế, ma đạo sát phá lang tam phương tứ chính mệnh bản có hiệu lực. Trận chiến phong thần năm nào lại sắp tái diễn, chư vị có đồng ý cùng ta đứng về ma đạo? Sau khi hỏi câu này, đôi mắt sắc bén của phong thập bát quét qua từng vị thần linh trong điện phong thần. Lúc đầu điện phong thần còn vì xem xét có cần phải nể mặt của phong thập bát mà đưa ra phản ứng cho tranh luận Khương Tuyết Dương gây ra. Nhưng khi họ trực tiếp đối mặt với vấn đề mà phong thập bát đặt ra, từng người một hoặc cúi đầu hoặc quay người lại, không ai có phản ứng tích cực nào đáp lại cả. Điện phong thần chịu sự quản lý của tiên đạo thiên đình, các ngươi lại không dám đắc tội với đầu mẫu nguyên quân. Không nguyện ý đứng về ma đạo ta cũng có thể hiểu cho. Ta cũng không trách cứ các ngươi, nhưng mà,
ta không hy vọng mai sau trên chiến trường sẽ gặp được các ngươi. Phong Thập Bát nói, Phong Thập Bát, ngươi thấy không, lựa chọn của ngươi đã sai rồi, không ai sẵn sàng vì ma đạo mà cống hiến cả. Phi Liêm lớn tiếng nói, nếu đã sai rồi, thì cứ để ta sai đến cùng đi. Phi Liêm, ngươi không phải vẫn luôn lo rằng ta sẽ cướp đi vị trí chủ thần của ngươi sao? Thực ra ta không hề hứng thú với vị trí chủ thần. Thậm chí ngay cả thần vị phong thần ta cũng không hứng thú một chút nào cả. Vậy nên hôm nay ta sẽ trả nó về cho điện phong thần. Không được. Lời nói của Phong Thập Bát vừa thốt ra, đã có một giọng nói can ngăn vang lên từ bên trong thần điện. Sau đó một người phụ nữ xinh đẹp độ trung niên với khuôn mặt từ bi bước đến trước mặt Phong Thập Bát. Mỹ nữ này là người dẫn dắt Phong Thập Bát chứng đạo, tên là Phong Cửu, nắm giữ đại đạo pháp tắc Đông Phong Sinh. Gió có bốn loại lực lượng pháp tắc, Đông Phong Sinh, Nam Phong Liệt, Tây Phong Tàn, Bắc Phong Hàn. Đông Phong là ngọn gió của tình cảm, ngọn gió của lòng từ bi, trắc ẩn. Vì thế, sau khi nhìn thấy ý muốn cô hành của Phong Thập Bát, Phong Cửu, cuối cùng cũng nhịn không được mà mạo hiểm đắc tội với Phi Liêm lên tiếng nói. Phong Cửu, từ lần đầu tiên ta bước vào điện phong thần đã được cô chỉ dạy rất nhiều, với ta đã có ơn như một nửa người thầy vậy, nhưng tâm ý ta đã quyết. Gió là tự do, lúc đó ta cũng vì nhìn trúng điều này mới nguyện ý thụ phong thần vị phong thần. Giờ đây, ngược lại thần vị đã giam cầm sự tự do của ta, nếu đã như vậy ta sẽ lựa chọn từ bỏ. Lẽ nào ma đạo với cô còn quan trọng hơn cả bao nhiêu anh chị em ở điện phong thần này sao? Ta biết cô bất mãn với việc Phi Liêm nịnh bợ thiên đình, ở lại đi, chúng ta ủng hộ cô chấp trường điện phong thần. Phong Cửu cắn răng nói, hỗn xược, Phong Cửu cô. Phi Liêm tức giận muốn mắng Phong Cửu, Phong Thập Bát liền phất tay áo với hắn, trực tiếp chặn hết lời hắn muốn nói ở lại trong họng. Trong suốt quá trình đó, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn. Sau khi dung hợp bốn loại năng lượng pháp tắc của gió, không chỉ có thể mở ra lĩnh vực bạo phong, mà còn có thể lĩnh ngộ sức mạnh căn nguyên của gió. Năng lực vượt xa những phong thần bình thường, ngay cả khi đối mặt với một phong thần kỳ cựu như Phi Liêm cũng có thể đè bẹp dễ dàng. Bởi vì nguồn gốc của gió đến từ Thái Cổ Phong Ma. Phi Liêm, đợi sau khi ta rời khỏi điện phong thần, nếu như để ta biết được ngươi dám làm khó Phong Cửu, ta ắt sẽ giết ngươi. Nói xong, Phong Thập Bát đi đến trước vị trí tượng thần của mình trong điện phong thần, duỗi một ngón tay trắng ngọc ngà ra rồi chỉ vào trán của pho tượng. Sau đó, Phong Thập Bát và Vũ Sư Huyền Minh cùng nhau rời khỏi điện phong thần. Sau khi cô ấy rời đi, tượng thần đã lặng lẽ hóa thành cát bụi. Từ đó, thiên giới không còn tồn tại vị thần linh Phong Thập Bát nữa. Trước điện Vũ Thần, Phong Thập Bát và Huyền Minh tạm biệt nhau. Trong 3.000 năm thời đại mạt pháp nhàm chán, Phong Thập Bát cùng với Huyền Minh đã tạo nên một tình bạn sâu sắc. Các bạn đang nghe truyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com Chương 414, Gió Lành Đã Đến 2. Phong Thập Bát đã sở hữu bốn loại năng lượng pháp tắc của gió, thường được sử dụng chính là Đông Phong Sinh nắm giữ sự hồi sinh của vạn vật, nên mới quen và kết duyên với Huyền Minh phụ trách gieo mưa xuân cho trời nắng hạn. Ông ấy đã thân hóa Hy Di, đồng quy cùng trời đất, cô làm vậy có đáng không chứ? Huyền Minh hỏi. Nếu không phải từng chăm chú nghe đại đạo chân chương của ông ấy, Phong Thập Bát ta dựa vào đâu mà 3.000 năm vẫn chưa chết, lại làm thế nào mà giành được thần vị phong thần? Khi ông ấy còn sống ta không thể gọi ông ấy một tiếng sư phụ, chỉ đành trả lại ân tình này cho ma đạo. Nói đi nói lại vẫn là tình cảm xưa cũ, không lẽ tu vi đến cảnh giới như cô, vẫn không thể đạt được thái thượng vong tình sao? Huyền Minh, là cô không biết, đừng nói cảnh giới hiện tại của ta chênh lệch quá nhiều với Thái Cổ Phong Thần, ngay cả khi một ngày nào đó ta đến cảnh giới như bà ấy, vẫn không thể đạt được Thái Thượng Vong Tình, bởi vì Thái Cổ Phong Thần cũng là một người đa tình. Phong Thập Bát tiêu nghỉu nói, được rồi, ta sẽ không khuyên cô nữa. Chỉ là thời đại mạt pháp của nhân gian vẫn chưa kết thúc, cảnh giới hiện tại của cô đã đạt được đến đỉnh cao Thiên Tôn, nếu như trực tiếp ra tay, ta sợ rằng cô sẽ bị trời phạt.
Huyền Minh lo lắng nói. Sự lo lắng của Huyền Minh không phải vô cớ, dù rằng bây giờ thiên đạo đã bị Quy Khư kéo vào tai họa, nhưng thiên đạo pháp tắc thì vẫn còn. Ta biết, thời đại mặt pháp chưa kết thúc, ta sẽ không can thiệp vào chuyện ở nhân gian. Lần này ta cũng chỉ muốn đáp lại lời cầu cứu của học trò Tuyết Dương và ban cho cô ấy một tia thần niệm. Nếu đã như vậy, thì cô cần gì trở mặt với Phi Liêm, bí mật đưa cô ấy là được. Phi Liêm dù có biết cũng không làm gì được cô ấy. Huyền Minh không hiểu được, hỏi. Trận chiến với Âm Sơn không đơn giản như vậy, ta nghi ngờ Âm Sơn lão tổ căn bản chưa chết. Ma đạo đến dẹp hang ổ của ông ấy, nếu ông ấy ra tay, thiên đạo sẽ không can thiệp. Ma đạo tuy vẫn còn hai vị thiên tôn, nhưng họ chưa chắc sẽ là đối thủ của Âm Sơn lão tổ. Tôi hiểu rồi. Phong thập bát lần này có thể thông qua thí luyện sinh tử của chư thần hoàng hôn, hoàn toàn là nhờ vào sự xuất thế của Quy Khư ban cho. Nếu không, với những gì cô ấy đã làm trong quá khứ, thiên đạo không những không để cơ duyên như vậy cho cô ấy, mà còn tăng nặng thêm kiếp nạn của cô ấy. Quy Khư xuất thế, thiên đạo rơi vào tai họa, dần dà nhiều chuyện vượt xa khỏi tầm kiểm soát. Thật ra, vào thời khắc Quy Khư xuất thế, thì ván cờ của thiên đạo đã loạn rồi, rất nhiều con cờ đã trốn chạy khỏi bàn cờ. Dưới chân núi Âm Sơn, Khương Tuyết Dương chân trần xóa tóc, tay cầm lấy kiếm pháp sư chai chán, phổ cáo cửu thiên. Nhưng lời cầu nguyện của cô ấy không nhận được bất kỳ hồi âm nào. Không có thần linh nguyện ý ra tay giúp đỡ ma đạo, điện phong thần cũng không hề có động tĩnh gì. Lúc đầu, cô ấy còn nhận được từ vũ thần Huyền Minh một tia thần niệm an ủi. Nhưng rồi tia thần niệm đó cũng biến mất. Tôi thấy sắc mặt cô ấy ngày càng nghiêm trọng, trong lòng liền biết chuyện này có lẽ sẽ không thành. Thời gian trôi qua từng chút một, mắt thấy thời khắc phùng ma sắp đến. Sát khí trên Lang Sơn ngày càng nồng đậm, không biết Lang Xuyên quân đã tập hợp bao nhiêu đại quân nữa. Lúc này đây, Thủy Họa và bốn vị chiến tướng Phong Lâm Hỏa Sơn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Pháp trận do Bạch Hà Sầu cùng các vị tướng lĩnh âm nhân phụ trách cũng bắt đầu hoạt động, chiến ý của các tướng sĩ hồ tộc Thanh Khâu dưới trướng Lưu Phong Vũ cũng ngày một tăng lên. Trận này, ma đạo toàn quân tham chiến, đại quân vong hồn của Thủy Họa chấn giữ khu vực ở trung tâm. Trận pháp mà Bạch Hà Sầu cùng Kiêm Hà phụ trách đồng thời giữ lối bên trái, tôi và Lưu Phong Vũ cùng tướng sĩ hồ tộc Thanh Khâu áp chế lối bên phải. Lần này ma đạo bố trí không còn là trận pháp phòng thủ, bảo vệ nữa, mà là trận pháp kinh vận trận và cự phong trận theo thế trận tấn công, phong vân hội tụ sẽ tạo ra khả năng dung chuyển càn khôn. Cuối cùng, chỉ cách thời gian hoàng hôn phùng ma một tia ánh sáng nữa thôi. Tôi rất có lòng khuyên Khương Tuyết Dương bước xuống tế đàn, bởi vì trận pháp cự phong trận do cô ấy phụ trách vẫn chưa bắt đầu khởi động. Đúng vào lúc này, gió từ bốn phương tám hướng tụ tập lại trên tế đàn, thổi đạo bào của Khương Tuyết Dương bay phồng lên, mái tóc dài tung bay loạn xạ. Cô ấy vốn là một đạo cô tuyệt mỹ, giờ đây đứng trong gió, lại có một mỹ cảm khác biệt. Gió đến từ bốn phương, khí tức đương nhiên sẽ khác. Gió đông ôn hòa, gió tây khốc liệt, gió nam thì nóng, gió bắc lại lạnh. Thật bất ngờ, ở giây phút cuối cùng trước khi vào thời khắc phùng ma, Khương Tuyết Dương cư nhiên lại cùng một lúc triệu tập hết lực lượng bốn loại pháp tắc của gió đến bên trên tế đàn. Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 415, Nhân Ma Hoàng Kiêu 1. Gió thổi suốt bốn mùa trong năm, có những cơn gió thổi rất ôn hòa, nhẹ nhàng, khoan khoái, xoa dịu lòng người, mang theo cả tình cảm. Ví dụ như trong thơ ca của Yến Thù có ghi, Nhất Xuân Phương Ý, Tam Nguyệt Hòa Phong, Khản Hệ Nhân Tình. Đây là câu thơ mang đại ý, gió xuân thổi, mang theo cả tình ý của người. Lại có cơn gió, rất nhanh rất gấp rất lớn, thổi loạn cả vùng, cũng làm rối bời cả lòng người. Ví dụ như trong thơ của Đỗ Phủ, Phong cấp thiên cao viên khiếu ai, trừ thanh sa bạch điều phi hồi. Câu thơ mang đại ý, gió thổi lộng trời vượn ỉ ôi, bờ trong cát trắng chim bay về. Phong sinh thủy khởi, phong quyển vân dũng, phong tống hoa hương. Nghĩa là gió thổi nước dâng, gió thổi mây bay,
gió cuốn hương hoa. Gió cùng kết hợp với vạn vật sẽ tạo ra vô vàn khả năng trong tự nhiên. Nếu có cơn gió bắc thổi qua làm tiêu điều trăm cây ngọn cỏ, cũng có đại phong ca hùng tráng của Lưu Bang. Khi gió hội tụ từ bốn phương tám hướng, bị Khương Tuyết Dương thu hết vào trong kiếm, tôi cảm thấy như cả thế giới đều im lặng hết vậy. Mà Khương Tuyết Dương dường như cũng được hóa thân thành phong thần vào thời khắc này. Lâm Thủy Họa nghe lệnh, Khương Tuyết Dương nói. Thủy Họa nghe vậy lập tức đứng lên, đối mặt với Khương Tuyết Dương. Nhân danh của gió, ban cho ngọn gió bắc tiêu điều, cấp cấp như luật lệnh, sắc. Theo cùng với những câu sấm của Khương Tuyết Dương, kiếm pháp sư trai chám chỉ, lông chim chỉ của Thủy Họa lật tung dữ dội, bốn mặt long hồn hạo kỳ bay lên phần phật. Đồng thời, toàn thân cô ấy toát ra một luồng khí sơ xác lạnh lẽo, thấu xương thấu cốt. Bất luận là tướng phá quân hay là tử thần, cũng đều có chung tính cách lạnh lùng, nhận được ra. Tăng của gió bắc tiêu điều, Thủy Họa còn đáng sợ hơn thanh đao của cô ấy, nhìn thôi cũng khiến người khác thấy bi ai. Không chỉ cô ấy có được ngọn gió bắc tiêu điều, Phong Lâm Hỏa Sơn, và cả những đệ tử vong hồn trong long hồn hạo kỳ của cô ấy thái độ nghiêm chỉnh lại, tinh thần chiến đấu tăng vọt, sát khí xung thiên. Tạ Lan nghe lệnh, Khương Tuyết Dương hướng về phía tôi hét lớn. Nhân danh của gió, ban cho ngọn gió tây mãnh liệt, cấp cấp như luật lệnh, sắc. Sau khi cô ấy đọc xong câu sấm, tôi chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên ớn lạnh. Tiếp đó trong tim tỏa ra sát ý vô tận, kiếm vấn thiên trong tay cũng run lên bần bật. Ngay cả cờ chiêu hồn trong huyền quan cũng có phản ứng. Vốn dĩ trong huyền quan của tôi có một ngọn gió phục hồi, cũng xuất phát từ phong thần. Giờ khắc này, gió đông và gió tây cộng hưởng với nhau, lộng thổi vô tận. Hình kiếm khí của ma đạo tổ sư cuộn trào trong biển tâm thức của tôi, dường như tôi có thể vung vẩy tùy thích, không bao giờ khô cạn. Không chỉ mỗi tôi chịu ảnh hưởng do chiến lực tăng lên, các binh sĩ hồ tộc Thanh Khâu ở trận doanh của tôi cũng đồng thời nhận được phước lành từ ngọn gió tây này. Dao dựa của binh sĩ hồ tộc Thanh Khâu ánh lên, sát ý ngày một nồng đậm hơn. Bạch Hà Sầu, ban cho ngọn gió đông từ bi, vạn vật hồi sinh, phong vân tái khởi. Bạch Hà Sầu chỉ huy kinh vân trận, thứ mà kinh vân trận cần chính là sức mạnh phục hồi, có thể giữ cho kinh vân trận thuận lợi vận hành, tập trung sát khí trong mây chuyển thành mây đen áp trên đỉnh đầu. Nếu thế gió quá mạnh, ắt sẽ khách lấn chủ nhà, thổi tan hết mây. Sau khi ba đạo gió thần giáng xuống, bản thân Khương Tuyết Dương nhận ngọn gió nam khí khái, nhún người bay vào cự phong trận. Đến giờ này, các đệ tử ma đạo đã hoàn thành lễ rửa tội cuối cùng trước trận quyết chiến, sức chiến đấu của họ lại một lần nữa tăng lên. Mà ngay lúc này, trên Lang Sơn, sát khí tràn ngập che trời dập đất, mênh mông như biển. Vẫn còn chưa xuất binh xuống núi, đã làm trời đất ảm đạm, ngày đêm cũng không thấy ánh sáng. Tổng cộng 20 vạn quân Âm Sơn Pháp Mạch chia thành hai nhóm hành quân ra khỏi Lang Sơn. Bên trái là một đệ tử mặt đầy sát khí của Quỷ Vương Tông, bên phải là đại quân hành thi với tử khí giạt rào của Quỷ Tu Môn. Thống lĩnh đệ tử Quỷ Vương Tông chính là Huyết Y Quỷ Vương, kẻ này được bao phủ bởi một màn xương máu, không thể nhìn rõ dung mạo, chỉ có thể loáng thoáng trông thấy một bóng người đỏ như máu. Tà thuật của Quỷ Vương Tông phần lớn liên quan đến huyết hồn, âm khí cực nặng, đại quân vừa xuất hiện, không khí liền tràn ngập quỷ khí và mùi máu tanh. Bên trên đỉnh đầu của đệ tử Quỷ Vương Tông, quỷ khí ngồn ngộn, quỷ ảnh đung đưa. Đều là ác quỷ xấu xí, không phân biệt người, quỷ, lấy máu làm mồi dẫn, nối kết thần hồn của người và quỷ với nhau. Những đệ tử Quỷ Vương Tông này trước khi ra trận đều được làm lễ rửa tội bằng huyết khí, những quỷ hồn. Trên đỉnh đầu đều là những bách tính vô tội mà Quỷ Vương Tông sát hại tàn nhẫn bấy lâu nay, hàm oan mà chết, số ít biến thành lệ quỷ. Chỉ cần nhìn vào đại quân 10 vạn người của Quỷ Vương Tông, cũng khiến trái tim tôi đập loạn xạ. Phải giết biết bao nhiêu người mới có thể có huyết khí nồng đậm như vậy, phải giết biết bao nhiêu người mới có thể có nhiều đây lệ quỷ, oán hồn. Rồi lại nhìn về bên Quỷ Tu Môn. Đại quân hành thi bị bao phủ bởi một màn xương xám mờ. Làn xương xám này là thi khí được tỏa ra từ cơ thể của những hành thi, ngập ngụa mùi thối rữa và chết chóc.
Các bạn đang nghe truyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 416: Nhân Ma Hoàng Kiêu 2. Thống lĩnh đại quân hành thi chính là Câu Hồn Chân Quân, kẻ này sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là người sống, trên người lại không có hơi thở của người sống, so với hành thi còn lãnh đạm hơn. Câu Hồn Chân Quân giỏi nhất trong việc câu hồn phách của người khác đi mất, luyện chế thành hành thi. Tôi chỉ biết hắn làm chuyện ác độc nhiều năm, không ngờ lại độc địa thâm sâu như vậy. Đại quân hành thi 10 vạn người này chính là 10 vạn bách tính vô tội. Ngoài hành thi ra, phía trước đại quân hành thi còn có nhiều hành thi vương, thi tướng. Theo truyền thuyết thì sâu trong Âm Sơn Pháp Mạch có một cái chính luyện thi cực lớn, lấy 100 hành thi cho vào trong chính giết nhau. Người cuối cùng sống sót chính là thi tướng. Cho 1.000 hành thi vào trong chính giết nhau, người còn sống sót sau cùng chính là thi vương. Lực chiến thi tướng tương đương đỉnh cao hợp đạo, lực chiến thi vương tương đương nửa bước thiên tôn. Lượng thi tướng trước mắt lên đến 500, thi vương cũng có hơn 100 tên, tuy nói là tích lũy mấy ngàn năm của Âm Sơn Pháp Mạch. Nhưng cũng có thể tưởng tượng được bọn chúng đã tàn sát biết bao nhiêu nhân tộc vô tội. Đệ tử Quỷ Vương Tông cùng hành thi xếp thành hai hàng bên Lang Sơn, ở giữa bọn chúng có một khoảng không bị trống ra, rõ ràng là quân trận vẫn chưa vào vị trí. Ngay khi tôi còn đang tự hỏi Lang Xuyên Quân bổn tôn có tự mình cầm quân ra trận hay không, từ sâu trong Lang Sơn đội quân Hoàng Cân đi ra. Theo truyền thuyết, Hoàng Kiêu tạo phản vào cuối triều Đường, lúc đó lãnh đạo chính là quân Hoàng Cân. Cho nên khi thấy quân Hoàng Cân xuất hiện, lòng tôi phút chốc cảnh giác. Biết rằng trận này nỗi uy hiếp lớn nhất của ma đạo đã đến rồi. Chạy trốn cũng chưa chắc tránh né được, thứ nên đến cuối cùng cũng sẽ đến. Quân Hoàng Cân số lượng không nhiều, chỉ có 5.000 người, đều là những vị hán từ ngực trần, eo thô, tay to, đầu buộc khăn vàng, tay xách đại đao đầu quỷ dài 4 thước, đao gác lên trên cổ. Sau khi quân Hoàng Cân bù khoảng không gian ở giữa, kết thành hai thế trận. Thế trận vừa thành hình, sát khí đã ngùn ngụt bốc lên trời. Giữa phương trận vẫn còn một lối đi. Lúc này, Hoàng Kiêu một mình từng bước men theo lối đi tiến. Về trước trận, người này cao to, vạm vỡ, toàn thân mặc áo giáp nặng đúc bằng vàng, tay xách một thanh kiếm song thủ khổng lồ. Đầu đội khôi tướng quân, oai hùng, uy vũ tựa như thần trên trời. Tên của người, bóng của cây. Hoàng Kiêu xuất hiện. Quân uy bá đạo của tuyệt thế nhân ma không chỉ bao trùm quân Hoàng Cân, cả hai bên đệ tử Quỷ Vương Tông và đại quân hành thi cũng nhận được sự gia tăng quân uy của ông ta. Đây chính là lai lịch của Dũng Quán Tam Quân. Ngoài quân uy, tăng lên cùng bước chân của ông ta còn có sát khí. Theo truyền thuyết, vào cuối thời Đường, Hoàng Kiêu giết người vô kể, nổi tiếng với giết hại 8 triệu nhân tộc, sát khí tràn ngập như biển. Tâm tình của tôi hiện giờ khi đối mặt với sát khí mà ông ta tỏa ra cũng có chút cảm giác da đầu tê dại đi. Không còn nghi ngờ gì nữa, lực chiến của Hoàng Kiêu chắc chắn đạt ngưỡng đỉnh cao thiên tôn, dĩ sát chứng đạo, chỉ cách thiên tôn một bước nhỏ. Thủy Họa dù rằng đã phong thần, lực chiến cũng chỉ được xem như siêu cấp cường giả trong nửa bước thiên tôn, so với trạng thái đỉnh cao không thể lay chuyển của Hoàng Kiêu thì vẫn là kém hơn một chút. Tôi cũng như thế, tuy là tôi đã nhập môn ma kiếm, nhưng mà vốn dĩ thất sát pháp tắc cũng đã hạn chế phần nào sát uy của ma kiếm. Dù là tu vi tiến bộ nhanh chóng, nhưng vẫn không có khả năng đối đầu trực tiếp với Hoàng Kiêu. Vẫn may, chúng tôi có chúc phúc của phong thần. Thủy Hỏa có được gió bắc tiêu điều, tôi nhận được gió tây mãnh liệt, điều này đã tiếp thêm cho chúng tôi sức mạnh để chiến đấu với Hoàng Kiêu. Nghĩ tới đây trong lòng tôi dâng lên chút gì đó, nếu như Khương Tuyết Dương lên tế đàn phổ cáo Cửu Thiên thất bại, thì từ thời khắc Hoàng Kiêu xuất hiện, thắng lợi của ma đạo đã trở nên rất mong manh rồi. Mỗi bước Hoàng Kiêu đi, đều nặng như ngàn quân. Đằng sau ông ta, còn có hai nữ tử ăn mặc vô cùng diễm lệ, một kẻ là Can Diện La Sát, một ả là Lạc Thủy Tiên Tử. Sau lưng hai nữ tử là một nhóm dục nô trong trang phục cung đình văn mỏng. Từng người đều quốc sắc thiên hương, mị hoặc chúng sinh. Giữa hàng lông mày lộ ra xuân tình, xuân thủy chảy xuôi. Những gót sen nhẹ nhàng đưa đẩy,
vòng ngực đung đưa, quyến rũ vô cùng. Hoàng Kiêu một thân trọng khải đúc vàng đi trước mỹ nữ, giống như một quân vương bước ra từ hậu cung, thể hiện sự bá khí, kiêu ngạo của bậc đế vương. Một thoáng xuân sắc trong cuộc chiến không những không làm giảm tinh thần chiến đấu của Hoàng Kiêu, mà ngược lại còn tăng thêm cái uy đế vương cho ông ta. Hoàng Kiêu không có thần vị, không thể phát ra uy áp của thần, vậy nên đối kháng lại với uy áp tử thần của Thủy Họa, ông ta liền bày vẽ ra thế trận đế vương này, vạn quân, giang sơn, mỹ nhân, tất cả trong một. Uy áp tử thần của Thủy Họa không có tác dụng với người sống, nhưng uy đế vương của Hoàng Kiêu thì không màng bất kỳ sinh vật gì. Thấy vậy, lòng tôi lại càng nặng nề. Ấy vậy mà những điều sắp xảy ra tiếp theo lại càng làm tim tôi đập mạnh hơn nữa. 5.000 chiến sĩ quân Hoàng Cân xếp thành hình vuông kia đột ngột tiến về phía trước. Khi đến khoảng giữa Ma Đạo và Âm Sơn, thì bốn người tạo thành một hàng, sắp theo chiều ngang. Chuyển hướng, thanh đao đầu quỷ đang vác trên vai, kề dao lên cổ. Đái đáo thu lai cửu nguyệt bát, ngã khai hoa hậu bách hoa sát. Xung thiên hương trận thấu Trường An, mãng thành tận đới hoàng kim giáp. Đây là bài thơ Bất Đệ Hậu Phú Cúc của Hoàng Sào. Đại ý bài thơ thể hiện sự yêu thích với hoa cúc và ngụ ý về cuộc nổi dậy của nông dân. Theo cùng với thần niệm truyền âm đọc ra bài thơ này của Hoàng Kiêu, 5.000 chiến sĩ Hoàng Cân ngược trần, đột nhiên trở nên tàn nhẫn, tự chặt đi đầu của mình. Đầu rơi xuống đất, 5.000 miệng vết thương phun máu ảo ảo. Huyết tế. Đây chính là then chốt của bí ẩn vụ thảm sát 8 triệu người của Hoàng Kiêu không dính nhân quả. Giết người là nguồn gốc tội lỗi, Hoàng Kiêu sát sanh nhưng không chết, đó là vì ông ta đã sử dụng huyết tế, nên mấy ngàn năm không tăng nặng tử kiếp, mà cũng không tổn hại đến thọ nguyên của bản thân. Sau huyết tế, Hoàng Kiêu nâng thanh kiếm song thủ trong tay mình lên, chỉ thẳng vào trận doanh của Ma Đạo, miệng thì hô to, giết người vô tội, huyết tế muôn dân, giết. Cùng lúc đó, Thủy Họa rút đao cắm xuống, quỳ một chân dưới đất, phô diễn quân uy tử thần, giải phóng đệ tử vong hồn trong Long Hồn Hạo Kỳ ra, miệng hét lớn, đệ tử Ma Đạo, vạn thế thiên hồng, giết. Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 417, Kiếm Ma Phục Sinh 1. Sau khi hô lớn, cô ấy lập tức dẫn đầu xông về phía Hoàng Kiêu, theo sau là 5.000 đại quân vong hồn cùng tiến lên. 1.000 quân cùng Thủy Họa tấn công Hoàng Kiêu bản tôn, sĩ khí của vong hồn đã giúp cô ấy có được ưu thế. 4 tướng Phong Lâm Hỏa Sơn lần lượt chỉ huy 4.000 binh lính còn lại, chia thành 2 đường từ rực sát tấn công đệ tử Quỷ Vương Tông và đại quân Hành Thi. Quân chủ lực của Ma Đạo là vong hồn. Sau khi được gia tăng sức mạnh nhờ quân uy của tử thần, vong hồn đệ tử Ma Đạo đã không còn yếu đuối như trước. Nhờ sự nhanh nhẹn của âm thân, đại quân Ma Đạo giống như 2 lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm sâu vào trung tâm 20.000 đại quân của Âm Sơn Pháp Mạch. Sau khi thành công giữ chân được quân chủ lực của Âm Sơn Pháp Mạch, đại quân Ma Đạo ở 2 cánh trái phải lần lượt xông lên. Lúc này, cuộc chiến được chia thành 3 phe, đồng thời tiến hành. Bên trái Bạch Hà Sầu khống chế toàn cục. Kiêm Hà Tiên Phong kết hợp với Kinh Vân Trận, tấn công trực diện với đệ tử Quỷ Vương Tông dưới trướng của Huyết Y Quỷ Vương. Ở giữa, Thủy Họa lấy danh nghĩa tử thần hấp thu ý chí của 1.000 đệ tử, tỏa ra sức chiến đấu kinh người. Dùng thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn đao cùng với gió bắc chúc phúc, một mình tấn công nhân ma. Thứ ba, Hoàng Kiêu. Bên phải, tôi dẫn 4.000 chiến binh của Thanh Khâu Hồ Tộc, phối hợp với cự phong trận của Khương Tuyết Dương, tấn công trực diện vào đội quân Hành Thi. Sau khi cuộc chiến đẫm máu nổ ra, tôi cũng không rảnh để tâm đến tình hình chiến trường nữa. Trong tay cầm thanh kiếm Vấn Thiên đang dâng trào kiếm khí ma kiếm, dẫn đầu phá vỡ đội hình. Ma kiếm vừa vung ra, kiếm khí tung hoành ngang dọc, sự hỗn loạn của thất sát kết hợp với sự điên cuồng của ma kiếm khiến kiếm khí vừa xuất ra đã không thể thu lại được. Tây Phong Liệt, Trường Không Nhạn Khiếu Xương Thần Nguyệt. Tạm dịch, gió tây rít, trời sương, nhạn kêu dưới bóng trăng, ức tần nga, lâu sơn quan.
Tôi không ngờ rằng sau khi nhận được gió Tây chúc phúc, kiếm khí của ma kiếm lại trở nên mạnh mẽ linh hoạt như vậy. Kho kinh đời sau đã nhận xét về cuộc chiến này rằng, trong cả đại quân của ma đạo, kiếm vấn thiên của đạo tổ Tạ Lan bị coi là có sức chiến đấu thấp nhất. Bởi vì tôi luôn nghĩ rằng sau khi quên đi thất sắc kiếm, tôi sẽ không còn cơ hội biến kiếm khí thành rồng nữa. Thế nhưng sau khi được gió Tây ban phước, sức mạnh tăng lên không ít, kiếm khí đã có thể thành hình, mỗi một nhát đều có uy lực hóa rồng. Hình kiếm khí ngày càng nhiều, cuồn cuộn như nước biển dâng trào, mạnh mẽ như ngàn rồng đâm vào biển. Từng cơn thủy triều quét qua đội quân hành thi, trực tiếp chém bọn chúng thành từng mảnh, thi tướng bị thương, thi vương liên tục lùi về sau. Không chỉ có kiếm khí của tôi, cự phong trận của Khương Tuyết Dương cũng tỏa sáng rực rỡ. Cơn cuồng phong dữ dội tạo thành từng mắt bão, chúng xoay vòng và tiến về đội quân hành thi, thổi đá cát bay mù mịt trời đất, khiến bọn chúng loạng choạng không vững, không thể nhúc nhích được dù chỉ một tấc. Sau khi khoảng 10 mắt bão thể hiện uy lực của mình, đội quân hành thi đã đứng không thành hàng, loạn thành một đống. Ban đầu hình kiếm khí của tôi vì bị quân uy của đội quân hành thi áp chế nên không thể phóng thích toàn bộ sát cơ. Nay đội hình của bọn chúng đã bị đảo lộn, quân uy cũng lập tức giảm sút, kiếm khí của tôi không còn bị khống chế, liền phóng thích ra hết từng luồng kiếm khí của ma kiếm. Một lúc sau không biết đã có bao nhiêu hành thi chết dưới kiếm của tôi, tứ chi bay tứ tung, máu thịt tuôn như mưa. Chúng tôi vốn là phe yếu nhất, vì ở đây chỉ có cự phong trận của Khương Tuyết Dương và 4.000 chiến binh của Thanh Khâu Hổ tộc, kết quả chúng tôi lại là người giành được ưu thế sớm nhất. Lúc này tiền tuyến của đội quân hành thi gần như đã tan tác, còn phía trung tâm bị sát thần Lâm Thanh Thủy dẫn đại quân vong hồn đánh cho thua liềng xiểng. Dưới tình thế khẩn cấp, câu hồn chân quân đã phải sử dụng đến con át chủ bài, thi pháp niệm chú triệu hồi một tấm bia cực lớn màu đen như mực. Tấm bia này chính là pháp bảo mạnh nhất của câu hồn chân quân, tên nó là bia chấn thi. Hành thi là những thi thể sau khi chết nhưng không được bình yên, mất đi. Linh hồn vốn đã vô cùng thống khổ, sau khi chết lại không được yên lòng, chắc chắn sẽ khiến họ sinh ra oán khí, mà tác dụng của bia chấn thi chính là hấp thu hết những oán khí đó của xác sống. Bia chấn thi do chính tay Âm Sơn lão tổ khắc nên, cả ngàn năm qua không biết đã hấp thu biết bao oán khí của xác sống, nay trở nên vô cùng hung hiểm. Ngay sau khi tế lên bia chấn thi, câu hồn chân quân liền bị thương, thân thể loạn choạng không vững, sắc mặt lại càng tái nhợt. Sau khi tế lên bia chấn thi, câu hồn chân quân liền cắn rách ngón giữa của mình, nhanh chóng viết một hàng tế văn lên bia chấn thi, hắn ta vừa viết vừa đọc. Các bạn đang nghe truyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com Chương 418 Kiếm Ma Phục Sinh 2. Oán quy oán, nộ quy nộ, phụng mệnh Âm Sơn lão tổ, phản bổn quy nguyên, sắc sắc sắc. Chữ sắc cuối cùng vừa thốt ra, từ trong bia chấn thi liền tỏa ra luồng khí đen vô tận, nhập vào người của hành thi. Chỉ một lát, sau khi hấp thu oán khí của bia chấn thi, đại quân hành thi bắt đầu trở nên điên cuồng, sức mạnh và tốc độ của chúng tăng vọt, đôi mắt đỏ ngầu như máu. Thi vương, thi tướng cũng bắt đầu điên cuồng, từ trong cơ thể biến ra một chiếc áo giáp từ máu thịt rất gớm ghiếc. Sau khi mở ra bia chấn thi, đến câu hồn chân quân cũng không thể điều khiển được đại quân hành thi nữa, bọn chúng hiện giờ chỉ bị thu hút bởi máu của người sống. Tất cả chúng đều không còn hứng thú đánh nhau với đại quân ma đạo nữa mà xông về phía tôi và chiến sĩ của Thanh Khâu Hổ tộc. Hành động của câu hồn chân quân khiến Âm Sơn pháp mạch bị tổn thất còn nghiêm trọng hơn cả ma đạo, bởi vì điều này đồng nghĩa với việc mất đi quyền chỉ huy đại quân hành thi của Âm Sơn. Tuy nhiên hắn cũng cân nhắc kỹ lưỡng mới dám đưa ra quyết định như vậy, lúc này ma đạo đang cận chiến với đại quân hành thi. Sau khi mất khống chế, mục tiêu chắc chắn sẽ là người gần bọn chúng nhất, đó chính là đệ tử ma đạo. Nhưng bây giờ bọn chúng chỉ bị thu hút bởi huyết khí của người sống, nên trực tiếp bỏ qua đệ tử ma đạo, vậy chắc chắn binh lính của Thanh Khâu Hổ tộc sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu của chúng. Tôi,
Khương Tuyết Dương và cả những cao thủ đạo môn của toàn chân giáo đều sẽ trở thành lựa chọn đầu tiên của đại quân hành thi. Sau khi bọn chúng mất kiểm soát, thương vong của Thanh Khâu Hồ tộc cũng tăng lên nhanh chóng. Họ căn bản không kịp trở tay trước cuộc tấn công của đại quân hành thi. Ngay lúc này cự phong trận của Khương Tuyết Dương cũng mất đi tác dụng. Từ lúc bắt đầu đến giờ, sát thần Lâm Thanh Thủy và kiếm sư Chu Thế Hào đã tiêu diệt được 2 vạn hành thi ở trung tâm, kiếm khí của tôi cũng đã diệt được hơn 1 vạn quân. Cộng thêm cự phong trận của Khương Tuyết Dương và lưỡi đao của Thanh Khâu Hổ tộc, tổng cộng đã khiến đại quân 10 vạn hành thi tổn thất hơn nửa. Tuy nhiên, 5 vạn hành thi còn lại sau khi được hấp thu oán khí từ bia chấn thi, sức chiến đấu có thể sánh ngang với đại quân 10 vạn hành thi. Nhìn binh sĩ của Thanh Khâu Hổ tộc liên tục thương vong khiến tôi đau lòng khôn tả. 8.000 binh sĩ Thanh Khâu Hổ tộc rời Hàn Hoang. Cứ đà này, toàn quân sẽ có nguy cơ bị xóa sổ bất cứ lúc nào. Đệ tử Ma Đạo, Vạn Thế Thiên Hồng. Kể từ ngày Ma Đạo quay trở lại, chưa từng có binh sĩ nào chung bước rút lui. Cho dù tôi ra lệnh Lưu Phong Vũ cho rút quân, họ cũng sẽ không làm theo mệnh lệnh. Hơn nữa, cho dù họ muốn trốn chạy, với tốc độ của hành thi sau khi trở nên điên cuồng, họ cũng không thoát nổi. Trong cửa chiêu hồn, ý chí anh linh bắt đầu ồ ạt tuôn trào. Phong cảnh đẹp nhất của Ma Đạo, những chiến binh anh tuấn của Thanh Khâu Hồ tộc ngày càng ít, trên mặt đất thi thể bị cắn xé ngày càng nhiều. Sau khi cự phong trận mất tác dụng, Khương Tuyết Dương điều khiển 2 con phong long điên cuồng chém giết. Đây cũng là lần đầu tiên cô ấy thể hiện sức chiến đấu của mình. Sát thần Lâm Thanh Thủy biết rằng đệ tử Thanh Khâu Hồ tộc rơi vào tình thế nguy cấp, bèn xông đến tấn công đội quân hành thi đang bám theo chúng tôi. Kiếm sư Chu Thế Hào cũng từ bỏ thanh kiếm bảo vệ, dẫn đệ tử của Sơn Tự Hạo Kỳ đuổi giết đội quân hành thi. Mặc dù thương vong của đội quân hành thi nhiều hơn Thanh Khâu Hồ tộc, nhưng Thanh Khâu Hồ tộc chắc chắn sẽ không thoát khỏi họa diệt vong. Thiên địa canh kim, vạn kiếm bổn căn, nhân gian bình qua, ma động càn khôn. Tôi đọc ra ý nghĩa thâm sâu cuối cùng của ma kiếm, sau đó trực tiếp đưa thần thức vào trong huyền quan, đem toàn bộ cơ thể này giao cho thanh kiếm trong tay điều khiển. Trong khoảnh khắc thần thức thâm nhập vào huyền quan, tôi còn nghe thấy tiếng hô của Khương Tuyết Dương văng vẳng bên tai, Tạ Lan, không được. Sau khi thức thần nhập vào huyền quan, tôi liền trở thành kiếm ma. Trước đó Thủy Hỏa đã từng nhắc nhở tôi rằng không được làm như vậy nữa. Nhưng tôi không cam lòng nhìn những chiến binh của Thanh Khâu Hồ tộc do chính tôi đưa ra khỏi Hàn Hoang, nay lại chết thảm dưới tay của bọn hành thi. Kiếm ma chiếm hữu cơ thể khiến uy lực của kiếm khí lại càng mạnh hơn. Vốn dĩ hình kiếm khí mà tôi thi triển đã có khả năng hóa rồng, này tất cả những hình kiếm khí mà tôi phóng ra đều có thể trực tiếp hóa rồng. Tốc độ xuất kiếm của tôi cực nhanh, thế nên kiếm khí hình rồng rất nhanh đã tràn ngập nơi này. Kiếm khí sau khi hóa rồng liền tỏa ra sự áp bức của loài rồng, tuy rằng không sánh được với rồng thật, nhưng kiếm khí của tôi tung hoành ngang dọc, không biết đã tạo ra bao nhiêu rồng. Tôi huýt lên một tiếng dài, tất cả rồng ở đó ngay lập tức cùng gầm lên. Áp bức của rồng che trời dập đất, khiến ai ai cũng phải thần phục. Kể cả những hành thi đã mất đi lý trí cũng phải kinh sợ một phen. Sau khi phóng thích ra long uy, kiếm khí hình rồng tàn sát đại quân hành thi một cách dễ dàng. Đến con rối hình người thi vương cũng không đỡ nổi 2 kiếm của tôi. Gió Tây Chúc Phúc vẫn đang phát huy tác dụng, tim ma vô cùng mạnh mẽ. Sau khi biến thành kiếm ma, thần niệm của tôi dường như trở nên vô tận. Cuối cùng, đến lúc kiếm vấn thiên không còn tìm thấy một hành thi nào nữa, kiếm khí hình rồng mới dừng lại. Tuy kiếm khí đã ngừng phóng thích nhưng ý thức của kiếm ma vẫn không hề giảm sút, trực tiếp hóa thành một thanh kiếm dài đen như mực. Xuyên qua thần đình của tôi nhập vào huyền quan, nhắm thức thần của tôi mà chém tới. Chỉ cần hủy đi thức thần của tôi, từ nay về sau thế giới sẽ không còn Tạ Lan, chỉ còn kiếm ma. Các bạn đang nghe truyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 419 Thiên Tử Nghiệp Hỏa 1. Sau khi hắc kiếm nhập vào huyền quan, nó liền nhắm đến thức thần của tôi. Con người có 3 hồn 7 phách,
ba hồn hợp lại thành một gọi là thức thần. Đối với hầu hết người tu hành, nguyên thần mạnh hơn nhiều so với thức thần. Nhưng khi tu vi đạt đến cảnh giới như tôi, sau khi thân thể hóa thánh, thức thần đã được tôi luyện, trở nên vô cùng kiên cố, phản ứng nhanh chóng sớm vượt qua nguyên thần. Mặc dù là một sự tồn tại khác biệt nhưng nó vẫn không thoát khỏi hắc kiếm. Sau khi thân thể hóa thành kiếm ma, linh hồn của tôi hóa thành hắc kiếm, đối với nó muốn bắt lấy thức thần của tôi là chuyện dễ như trở bàn tay. Đây chắc chắn sẽ là một cuộc chiến khiến người ta kinh hãi. Lúc này, đại quân hành thi đã bị ma đạo tiêu diệt hoàn toàn, tôi đứng giữa chiến trường chất đầy xác chết. Tanh nồng mùi máu, nhìn có vẻ không hề xây xước nhưng sát cơ trong huyền quan lại khốc liệt hơn bao giờ hết. Lúc trước tôi cũng đã từng đối mặt với hiểm cảnh như vậy, nhưng lần nào cũng hóa giải thành công. Ma đạo vẫn còn hai vị thiên tôn tại thế, mặc dù bình thường không phô trương thanh thế, nhưng tôi biết rằng chỉ cần tôi gặp phải khó khăn gì, họ chắc chắn sẽ xả thân để cứu tôi, bởi vì tôi là người có mệnh cách thất sát, tôi là ma đạo tổ sư. Vào lúc tôi giao đấu với phân thần của nữ oa ở Đại Miếu, họ đã xuất hiện. Lúc tôi phong thần cho Thùy Họa ở Thiên Trì, họ cũng xuất hiện. Nhưng lần này, khi tôi đối mặt với hiểm cảnh, họ sẽ không xuất hiện. Bởi vì nguy hiểm của lần này đến từ huyền quan của tôi, bọn họ không thể biết trước được, cho dù có biết được cũng không thể can thiệp. Huyền quan là cánh cửa sinh mệnh của người tu hành, tất cả những ai muốn vào đều sẽ bị xem là ngoại tà xâm nhập. Đối mặt với sự truy sát của hắc kiếm, thức thần của tôi hoảng loạn chạy trốn, không hề có sức lực chống trả. Huyền quan mênh mông vô tận, tựa như chân trời góc bể, hắc kiếm vẫn đuổi sát không tha. Nếu luận về tốc độ, thức thần không thể nhanh bằng hắc kiếm. Đối với loại linh thể như thần niệm mà nói, tốc độ có liên quan tới cảnh giới. Cùng là nhất niệm giết người, nhưng nhất niệm của thiên tôn phải nhanh hơn nửa bước thiên tôn cả trăm lần. Hắc kiếm là ý thức của kiếm ma, bây giờ kiếm ma vẫn chưa thật sự thành hình, nhưng chắc chắn thần niệm của hắn mạnh hơn tôi rất nhiều. Chỉ trong chốc lát, thức thần của tôi đã bị nó đâm vô số kiếm, mình đầy thương tích. Nếu không nhờ ngọn gió phục hồi và ánh sáng nguyệt thần trong huyền quan, thức thần của tôi sớm đã tan đàn xẻ nghé, hóa thành cho bụi rồi. Nhưng cho dù như vậy, cứ theo đà này thì thức thần của tôi sớm muộn cũng sẽ tiêu tan. Tôi sắp chết rồi, hơn nữa còn là kiểu mà tôi chưa từng nghĩ tới, thức thần bị kiếm ma tiêu diệt, chết trong huyền quan của chính mình. Tình thế ngày càng nguy cấp, thức thần luẩn quẩn cả nửa huyền quan cũng không thoát khỏi sự truy đuổi của hắc kiếm, đành phải lê tấm thân tàn tạ trở lại cờ chiêu hồn. Thức thần bị thương rất nặng, hơn nữa thần niệm đã tiêu tan, đến sức mạnh của phong nguyệt cũng không thể khôi phục được. Tôi cũng sớm dự đoán được kết cục như vậy, nên mới trở về cờ chiêu hồn. Cờ chiêu hồn vừa nặng nề lại lạnh nhạt, đó cũng chính là biểu tượng của ma đạo. Tất cả những ý chí anh linh của đệ tử ma đạo đều được thu hết vào đây. Kể từ ngày ma đạo quay trở lại, cờ chiêu hồn không biết đã thu nhận bao nhiêu ý chí anh linh rồi. Này tôi chết dưới cờ chiêu hồn, không biết liệu ý chí anh linh của tôi có được thu vào đó không? Khoảnh khắc cuối cùng đã đến, khi hắc kiếm xuyên qua cơ thể, thức thần của tôi phát ra tiếng rền vang vô tận, sau đó hóa thành từng mảnh thần niệm, trở về hư không. Lần này, tôi thậm chí còn chưa kịp nghe thấy tiếng thông báo của vong hồn phát ra từ trong cờ chiêu hồn. Phía trước Lang Sơn, cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn. Sau khi đại quân hành thi bị tiêu diệt, câu hồn chân quân liền muốn bỏ trốn. Nhưng Khương Tuyết Dương đã điều khiển hai con phong long quấn chặt lấy hắn ta, sau đó sát thần Lâm Thanh Thủy và Chu Thế Hào cũng vây giết hắn. Vì để thoát khỏi hiểm cảnh, câu hồn chân quân đã tự diệt sinh cơ, hóa thành phi thi chạy trốn về phía Lang Sơn. Đây là giai đoạn thứ tư trong quá trình biến đổi của cương thi. Phi thi thường là những cương thi từ một đến vài trăm năm, có thể đi lại, thậm chí bay nhảy rất linh hoạt. Vào thời khắc cuối cùng, Khương Tuyết Dương đạp mây bay lên, ngưng kết sức mạnh của hai con phong long và dùng kiếm pháp sư trai trám để chém chết câu hồn chân quân. Cái chết của câu hồn chân quân là cái kết viên mãn cho chiến trường bên phải của ma đạo, mặc dù thương vong của chúng tôi cũng vô cùng nặng nề. Tổng cộng 4.000 chiến binh Thanh Khâu hộ tộc, đến cuối cùng chỉ còn lại 500 người.
phong cảnh đẹp nhất của ma đạo nay chỉ còn lại trong quá khứ. Sau đó quân cánh phải và quân cánh trái của ma đạo hợp lực lại, cùng nhau tiêu diệt sạch đệ tử Quỷ Vương Tông của Âm Sơn Pháp Mạch. Khương Tuyết Dương quyết định không để 500 chiến binh cuối cùng của Thanh Khâu Hổ tộc tham chiến, mà phái Lưu Phong Vũ chỉ huy họ bảo vệ tôi. Sau khi kiếm khí nhập vào huyền quan, cả người tôi vẫn đứng bất động một chỗ, không còn sự sống và ý thức. Đệ tử của Quỷ Vương Tông có người có quỷ, nhờ tác dụng của liên kết linh hồn, mỗi người có tận hai mạng, một mạng người, một mạng quỷ. Vậy nên tình hình ở chiến trường bên trái còn khốc liệt hơn nhiều so với phía đại quân hành thi. Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com Chương 420 Thiên Tử Nghiệp Hỏa 2. Toàn thân của Ngân Hồ Bạch Vô Nhai đã đẫm máu, sự tàn bạo của sát quá đã được khơi dậy hoàn toàn. Cô ấy không ngừng chém giết, mỗi lần giết một mạng là sát khí trên người cô ấy lại tăng thêm một phần. Hiện giờ cả người Bạch Vô Nhai đã biến thành một màu đỏ tươi, không ngừng thu thập thần hồn đệ tử của Quỷ Vương Tông. Tuy Bạch Vô Nhai vô cùng xuất sắc, nhưng người giết địch nhiều nhất không phải là cô ấy mà là người mang huyết mạch của huyễn ma, Kiêm Hà. Đạo của Kiêm Hà là năm đó ma đạo tổ sư truyền cho. Sau khi ở trong huyền quan của huyễn ma tu hành 3.000 năm, cô ấy lại được tôi truyền cho phương thức tu hành của ma kiếm. Huyết mạch của huyễn ma thiên biến vạn hóa, không chỉ mô phỏng được những vật trong tầm mắt, chỉ thần thông của nó cũng đủ nghịch thiên rồi. Kiêm Hà là thân ma tim đạo, tuy không tu luyện pháp thân nhưng có thể dùng huyết mạch huyễn ma để triệu hồi gương ảo ảnh, mô phỏng kiếm ma của bản tôn. Kiếm ma cuồn cuộn, ảo ảnh trùng trùng. Kiêm Hà dùng tư thế quỷ quái, biến ra 12 chiếc gương ảo ảnh, và bản tôn đang ẩn náu trong số đó. Mặc dù sức chiến đấu của gương ảo ảnh không bằng bản tôn, nhưng muốn giết đệ tử của Quỷ Vương Tông vốn không cần đến sức mạnh cao cường. 12 gương ảo ảnh cùng phối hợp với bản tôn, đối với đệ tử của Quỷ Vương Tông mà nói, tầng tầng lớp lớp kiếm khí lưu hình được phóng thích ra có sức hủy diệt mạnh không kém gì tôi. Cỗ máy giết chóc quả đúng là danh xứng với thực. Chả trách khi nhắc về sự trở lại của ma đạo, Kho Kinh đời sau đã bình luận một câu rằng, nữ nhân của ma đạo tổ sư Tạ Lan, vừa có dũng khí thống lĩnh ba quân, lại có uy lực hủy thành diệt quốc. Kiêm Hà là một người khiêm tốn, trong trận chiến với Giá Tiên, thứ được mọi người tán dương không phải là sức mạnh, mà là tinh thần dũng cảm, dám xả thân hy sinh của cô ấy. Nhưng trong trận chiến lần này, Kiêm Hà đã áp đảo hai đại sát thần Bạch Vô Nhai và Lâm Thanh Thủy, trở thành một trong ba người đứng đầu có chiến lực mạnh nhất ma đạo, chỉ đứng sau tôi và Thủy Hỏa. Từ sau khi Quy Khư xuất thế, thiên đạo đã không còn giám sát chúng sinh, chỉ tuân theo những phép tắc ngày trước để lại và trốn vào trong hư không. Cũng chính vì vậy mà Kiêm Hà mới không bị trừng phạt sau khi bộc phát sức mạnh của huyết mạch huyễn ma, thậm chí sau cuộc chiến này, cô ấy còn trực tiếp tiết lộ danh tính huyễn ma của mình. Kể từ đó, tên tuổi của huyễn ma Kiêm Hà vang danh thiên hạ. Có thêm viện trợ từ Khương Tuyết Dương, Lâm Thanh Thủy và đội quân cánh phải, đệ tử của Quỷ Vương Tông ngay lập tức rơi vào trạng thái khủng hoảng. Lúc này huyết y Quỷ Vương đã nổi cơn thịnh nộ, liều mạng hấp thu quỷ khí, sau đó biến thành ác ma cao 10 trượng. Tay hắn cầm cây thương diệt hồn của Quỷ Vương, gồng mình chống lại vòng vây của Hách Liên Phong Hậu và Bạch Hà Sầu. Kinh Vân trận của Bạch Hà Sầu đã kết thúc, lão tự mình tham gia trận chiến. Thực ra, sức chiến đấu của Bạch Hà Sầu luôn bị đánh giá thấp, điều này giống với lịch sử 3.000 năm trước đến bất ngờ. 3.000 năm trước, Bạch Hà Sầu là thiên tôn thứ 6 bị đạo tổ làm ngơ, còn hiện giờ danh tiếng của lão trong ma đạo cũng rất mờ nhạt, thậm chí còn không bằng Lưu Phong Vũ và Kiêm Hà. Nhưng trận chiến lần này không những củng cố thêm uy danh của Kiêm Hà mà còn cho người đời biết được cái gì gọi là tuổi già chí chưa già. Kiếm pháp sư trai trám của Bạch Hà Sầu nhìn thì nhẹ nhưng lại rất nặng, mỗi một chiêu thức đều ảnh hưởng đến tự nhiên, lúc điên cuồng với gió mưa, lúc lại nhẹ nhàng tinh tế như từng cánh hoa. Nhìn nhẹ mà nặng, vô cùng tàn độc. Mới đầu, lão cùng Hách Liên Phong Hậu cùng nhau tấn công thân thể lệ quỷ của huyết y Quỷ Vương,
đến lúc Bạch Hà Sầu bộc phát thần uy. Hách Liên Phong Hậu đành phải né đi, để Bạch Hà Sầu chiến một trận sinh tử với Huyết Y Quỷ Vương. Khác với Khương Tuyết Dương và Thùy Họa là những sinh mệnh mới, Bạch Hà Sầu là thần hồn chuyển sinh, thọ mệnh thần hồn của lão đã đạt đến cực hạn. Cuộc chiến lần này với Huyết Y Quỷ Vương là một nét chấm phá mà lão để lại cho ma đạo trong kiếp này. Bằng chính thực lực của mình, lão đã chém chết Huyết Y Quỷ Vương, trở thành thiên tôn thứ sáu của ma đạo thời đó. Hai phe trái phải đã giành được thắng lợi vẻ vang, hiện giờ chỉ còn lại mỗi phe ở giữa là vẫn chưa phân thắng bại. Tình hình ở trung tâm khó ai có thể can thiệp, họ chỉ có thể dựa vào chính mình để tranh hơn thứ ai. Kiếp trước Hoàng Kiêu bị hậu nhân của Lý Thuần Phong mưu hại, kiếp này hắn giống với Thùy Họa, đều là âm hồn đắc đạo. Hai thanh kiếm lớn trong tay hắn gọi là Thiên Tử Nghiệp Hỏa Kiếm, dùng nó giết người sẽ không phải trả nghiệp. Thùy Họa có uy áp của tử thần, hắn có đế vương chi đạo, so về tu vi, hắn còn cao hơn Thùy Họa một bậc. Tranh đấu đến giờ, gió bắc chúc phúc trên người Thùy Họa đã mất đi hiệu lực, nhưng tinh thần chiến đấu của Hoàng Kiêu lại không hề giảm đi chút nào. Hắn khoác trên mình chiến giáp màu vàng óng, tay cầm Thiên Tử Nghiệp Hỏa Kiếm, cả người tỏa ra uy nghiêm vô song. Tuy ma đạo đã đánh bại 20 vạn đại quân của Âm Sơn, nhưng cái giá phải trả cũng rất đắt. Nếu như Hoàng Kiêu không chết, số mệnh của ma đạo cũng khó mà bảo toàn. Đao và kiếm xẹt qua nhau vô số lần. Lần sau lại càng ác liệt hơn lần trước. Do bị tấn công từ cả hai phe trái phải, đệ tử ma dục cung phía sau Hoàng Kiêu dần lùi về Lang Sơn. Còn một vạn vong hồn sau khi bị Thùy Họa hấp thu hết ý chí lại quay trở về trong Long Hồn Hạo Kỳ. Hiện giờ chỉ còn mỗi Thùy Họa và Hoàng Kiêu tranh đấu, mà chiến trường chính là núi thi thể dưới chân họ. Dầm một tiếng vang trời. Đao Chấn Yêu và Thiên Tử Nghiệp Hỏa Kiếm lại đụng độ với nhau, lần này cả hai đều dùng toàn bộ sức mạnh của mình. Dư âm của đòn hủy diệt rơi từ trên không xuống mặt đất, khiến mặt đất lún xuống vài trượng, trên không vang lên vô số tiếng nổ. Thậm chí nó còn ảnh hưởng đến cả Lang Sơn, khiến đất đá đổ sập, đỉnh núi siêu vẹo. Đệ tử ma đạo phải nhanh chóng lùi về sau trăm trượng mới có thể tránh khỏi ảnh hưởng từ dư âm cuộc chiến. Trời sập đất nứt, trận giao chiến lần này trực tiếp phá vỡ hư không, đảo lộn mọi thứ. Khi tất cả dần lắng xuống, trên chiến trường đã không thấy bóng của Thùy Họa nữa, chỉ còn Hoàng Kiêu đứng dựa vào kiếm, máu chảy ra từ mũi và miệng, hắn để lộ một nụ cười hung tợn. Tử thần ư, kiếm của trẫm còn giết được thần cơ. Các bạn vừa nghe xong tập 42 của bộ truyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.